Chào các bác ạ. Em đến từ Sơn Đồng Nông Sơn ạ. Giới thiệu với các bác đây là sản phẩm ống hương ở chúng em ạ. Các bác thấy không ạ? Các bác có qua về ống hương của chúng em ạ. Từ chi tiết sản phẩm thì rất là sắc nét ạ. Các bác thấy không ạ? Đây. Các bác coi qua. Ống hương này giờ giúp để đựng hương, tránh hương bị ẩm mốc nha bác. Đây em sẽ đo kích thước cho bác xem nhé. Đây. Đây. Kích thước là 14 cm nha bác. Về chiều rộng là 14 cm, chiều dài là 29 cm ạ. Đây các bác coi từng đường vân chi tiết về cái ống hương này. Con cá rất là đẹp ạ. Đường vân nổi bật. Chi tiết rất là sắc nét ạ. Đây ạ, được khắc nổi hoàn toàn, được đúc bằng đồng nguyên chất ạ, đồng vàng nguyên chất nha các bác. Được sơn màu này là màu giả cổ nha các bác. Sơn là màu giả cổ. Đây ạ, bác coi các bác. Đây, bên trong của cái ống hương này. Đường vân. Đó. Giá cả cũng không đắt lắm đâu các bác ạ. Thì tiền nào của đấy thôi. Các bác nào mua thì hãy liên hệ qua cho em nhé. Đây các bác coi qua. Ý nghĩa là ống hương này là giúp để đựng hương, tránh hương bị ẩm mốc nha bác. Để giúp chúng ta thể hiện sự gọn gàng hơn với bàn thờ gia tiên của chúng ta nha bác. Thì bác nào muốn mua sản phẩm này ở bên em thì hãy liên hệ qua cho em qua số điện thoại 0963 378 563. Em còn nhiều sản phẩm hơn nữa, bác nào muốn mua thì hãy liên hệ qua cho em hoặc coi cái YouTube của em nhé. Coi YouTube của em rất có rất là nhiều sản phẩm luôn. Em chào các bác ạ.